Lại nữa, Xá Lợi Tử, nếu Đại Bồ Tát không thích tu hành pháp hành tứ ưng ba la mật đa, nên biết đây là việc các ác ma. Các Đại Bồ Tát hiểu rõ những việc này rồi bèn suy nghĩ, nhất định là ác ma dùng phương tiện cản trở sự cầu trí nhất thiết trí nơi tâm ta. Bây giờ ta không nên tùy thuộc vào sự mong muốn kia, phải tinh cần tu học bát nhã ba la mật đa. Đại Bồ Tát này đối với ác ma kia không nên sân hận, cũng không nên khởi tâm không nhẫn nhục. Thực hành được như vậy tức là ác nhẫn ba la mật đa. Đại Bồ Tát này suy nghĩ, khi ta chứng quả vị vô thượng chánh đẳng bồ đề, nên độ thoát hữu tình dứt hẳn pháp tham sân si. Vì vậy bây giờ đối với ác ma kia không nên sân hận. Nếu khi Đại Bồ Tát nghĩ được như vậy thì Đại Bồ Tát hơn các ác ma, tự tại tu hành bố thí tịnh giới an nhẫn tinh tấn tịnh lự bát nhã ba la mật đa. Nếu lúc Đại Bồ Tát tác ý tương ưng với trí nhất thiết trí mà không hiện tiền, thì khi đó Đại Bồ Tát suy nghĩ, bây giờ ta đừng nên hành phi xứ, vì nó khiến cho ta chẳng nhớ trí nhất thiết trí. Như vậy Bồ Tát nên tự trách tâm mình, này ta đã luống phí ngày giờ. Xá Lợi Tử hỏi cụ thọ Mãn Từ Tử, mức độ nào thì gọi là luống phí ngày giờ? Mãn Từ Tử đáp, nếu Đại Bồ Tát đối với sáu pháp ba la mật đa đây, tùy theo một lần hiện hành mà không nhớ nghĩ trí nhất thiết trí, chẳng hồi hướng trí nhất thiết trí, thì Đại Bồ Tát này luống phí ngày giờ, hao tổn kết quả ngày giờ. Nếu Đại Bồ Tát đối với sáu pháp ba la mật đa đây, tùy theo một lần hiện hành, hoặc ngày thứ hai hoặc ngày thứ ba, cho đến nhớ nghĩ trí nhất thiết trí và hồi hướng trí nhất thiết trí, thì Đại Bồ Tát này tuy có phạm nhưng được gọi là có kết quả từng ngày giờ. Xá Lợi Tử hỏi Mãn Từ Tử, an nhẫn Bồ Tát cùng với an nhẫn A-La-Hán có khác nhau không? Mãn Từ Tử đáp, bây giờ tôi hỏi lại tôn giả, núi rượu cao cùng với hạt cải lớn nhỏ cao thấp nặng nhẹ khác nhau như thế nào? Xá Lợi Tử đáp, khác nhau vô lượng. Mãn Từ Tử nói, an nhẫn Bồ Tát cùng với an nhẫn A-La-Hán cũng lại như vậy, không nên hỏi làm chi. Lại nữa, Xá Lợi Tử, ý tôn giả thế nào? Nước trong biển lớn, nước đầu một sợi lông, bên nào nhiều hơn? Xá Lợi Tử đáp, nước trong biển lớn nhiều hơn nước đầu một sợi lông cả trăm phần ngàn phần, cho đến muôn ước phần cũng chưa sánh bằng một phần nhỏ số lượng kia. Mãn Từ Tử nói, an nhẫn Bồ Tát cùng với an nhẫn A-La-Hán cũng lại như vậy, trăm phần ngàn phần cho đến muôn ước phần cũng chưa sánh bằng một phần nhỏ số lượng kia, vì vậy không nên hỏi như vậy. Phật khen ngợi Mãn Từ Tử, lành thay, đúng như lời Thầy nói. Thầy nương oai lực của Phật khéo nói an nhẫn ba la mật đa, nếu lấy số lượng an nhẫn của Đại Bồ Tát so sánh với số lượng an nhẫn lớn nhỏ của Thanh Văn, Độc Giác, thì như muốn lấy số lượng an nhẫn của Như Lai so với số lượng an nhẫn lớn nhỏ của Thanh Văn, Độc Giác, vân vân. Vì sao? Vì sự thành tựu nhẫn nhục của các Bồ Tát, lượng kia rất vô biên, không nên đem so sánh với lượng nhẫn của Thanh Văn, vân vân. Bấy giờ Phật bảo A Nan Đà, thầy nên thọ trì những lời Mãn Từ Tử thuyết về sự tu an nhẫn của Đại Bồ Tát, chớ để quên mất. A Nan Đà bạch Phật, bạch Thế Tôn, con đã thọ trì đúng như lời Mãn Từ Tử đã thuyết về sự tu an nhẫn ba la mật đa của Đại Bồ Tát, chắc chắn chẳng quên mất. Khi Đức Bạc Già Phạm thuyết kinh này rồi, cụ thọ Mãn Từ Tử, cụ thọ Xá Lợi Tử, cụ thọ A Nan Đà và các chúng Bồ Tát Thanh Văn khác, cùng với tất cả trời rồng, dược xoa, A Tố Lạc, vân vân, nghe Phật thuyết đều hoan hỷ, tín thọ phụng hành. Hết quyển thứ 589.